Xin chào anh em đã quay trở lại với Tám Bóng TV. Sau quãng thời gian nhường chỗ cho World Cup và kỳ nghỉ đông thì những trận đấu đầu tiên của vòng Knockout C1 cũng đã quay trở lại. Hãy cùng chúng mình đến ngay với màn đối đầu giữa PSG và Bayern Munich trong khuôn khổ vòng 1/8 UEFA Champions League diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 15 tháng 2 trên sân vận động Công viên Các Hoàng tử. Dù đang sở hữu hàng loạt hào thủ trong đội hình, cộng thêm nhà vô địch World Cup Lionel Messi, PSG vẫn thể hiện một phong độ tồi tệ tại giải quốc nội. Trong 5 trận đấu gần nhất, PSG chỉ có vỏn vẹn 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua tới 2 trận đấu. Đó là còn chưa kể việc họ cũng vừa bị loại luôn khỏi cúp quốc gia Pháp khi để thua Marseille với tỷ số 1-2. Rõ ràng phong độ gần đây của PSG là vô cùng tồi tệ. Cộng thêm với việc hai ngôi sao lớn nhất trong đội hình của họ là Kylian Mbappe lẫn Lionel Messi bỏ ngỏ khả năng ra sân ở giữa tuần này. Mà thậm chí, phong độ ở C1 thì cũng chả khá khẩm hơn là bao, khi đoàn quân của Chris Hopper gài chìa chỉ xếp vị trí thứ 2 khi vòng bảng kết thúc và gặp phải một đối thủ khó nhằn như Bayern Munich ở ngay vòng knockout. Sau chuỗi 3 trận chỉ biết hòa liên tiếp, Bayern Munich đã tìm lại được cảm giác chiến thắng khi đã có 2 chiến thắng ngay sau đó. Hùng sám xứ Bavaria vẫn thể hiện được sự áp đảo trong giải quốc nội lẫn vòng bảng cúp C1. Chắc hẳn các fan bóng đá vẫn chưa thể quên được cái cách mà thầy trò Nagelsmann hành hạ Inter Milan hay đặc biệt là Barcelona, đến mức đẩy luôn đội bóng xứ Catalonia phải chơi ở giải Europa League. Tuy vậy, những cái tên tỏa sáng rực rỡ ở vòng bảng như Choupo-Moting hay Sadio Mane đáng tiếc đều đã dính chấn thương và không thể góp mặt cùng toàn đội trong cặp trận knockout đầy cam go này. Khá bất ngờ khi mức chấp nhà cái đưa ra trong trận đấu này chính là PSG trừ 0.25. Rõ ràng Bayern Munich mới là đội mà anh em nên đặt chọn niềm tin vào với những lợi thế về cả mặt phong độ lẫn con người. Tỷ lệ tài xỉu mà nhà cái đưa ra cho trận đấu này chính là con số 3 tròn trĩnh. Cả hai đội đều có lối đá tấn công phóng khoáng, tốc độ và vô cùng chủ động. Chúng ta có thể tin tưởng rằng đây sẽ là một trận đấu đôi công rực lửa và nhiều bàn thắng đến từ cả hai bên. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.